Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Phòng cháy chữa cháy, chương trình phối hợp tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh. Hãy gọi về cho chúng tôi theo số điện thoại 0383 835 316 hoặc gửi email qua hộp thư phongchayachuachay@ntv.gmail.com để tiếp tục thông tin góp ý xây dựng chương trình ngày càng hoàn thiện. Chương trình hôm nay như thường lệ, mở đầu sẽ là bản tin phòng cháy chữa cháy, phản ánh những hoạt động về công tác phòng cháy chữa cháy trong tháng 7 vừa qua. Trong tháng 7, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nghệ An đã vinh dự đón hai đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an là Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và Thượng tướng Bùi Văn Nam đến thăm và làm việc. Tiếp xúc với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nghệ An, vào ngày 10 tháng 7, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã nghe báo cáo hoạt động của đơn vị sau một năm thành lập. Theo đó, mặc dù có những khó khăn do tổ chức, biên chế mới, cơ sở hạ tầng đang từng bước được hoàn thiện, nhưng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nghệ An đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân trên địa bàn. Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao nỗ lực của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nghệ An, đồng thời cũng đã chỉ ra những việc cần làm trước mắt và lâu dài của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Sau đó, ngày 27 tháng 7, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu tiếp tục làm việc với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Trong buổi làm việc, Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt với tỉnh Nghệ An là địa phương đất rộng người đông, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn lại càng cần được quan tâm. Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 53 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát Nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2015, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức thi đấu giải bóng chuyền và hội thi kỹ năng nội trợ giỏi trong toàn lực lượng. Hội thi là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên các cấp. Đây cũng là dịp để hội viên, hội phụ nữ, đoàn thanh niên trong đơn vị có cơ hội được giao lưu học tập, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về kỹ năng tổ chức bữa ăn cho gia đình và cán bộ chiến sĩ hợp lý, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, ngon, bổ, rẻ, nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, thường trực chiến đấu. Tháng 7, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh tổ chức kiểm tra huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 6 tháng đầu năm 2015. Việc kiểm tra huấn luyện được tổ chức thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, kiểm tra phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2. Giai đoạn 2, kiểm tra các phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực ở các huyện với 4 nội dung chuyên môn cơ bản. Tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia kiểm tra nghiệp vụ với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định về điều lệnh chiến đấu. Thông qua kiểm tra huấn luyện nghiệp vụ, các đơn vị tự hoàn thiện mình hơn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chữa cháy, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ. Từ đó hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao công tác thường trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiệu quả, xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Tại thị xã Cửa Lò, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2015 cụm 2, gồm 12 đơn vị trực thuộc. Về dự và chỉ đạo hội thi có ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Đại tá Lê Quốc Bảo, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Nghệ An, ông Bùi Ngọc Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và đông đảo các thí sinh của 12 đơn vị dự thi. Hội thao được tổ chức với 2 phần thi lý thuyết về phòng cháy chữa cháy dưới hình thức sân khấu hóa và phần thi thực hành chữa cháy. Thông qua hội thao nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy và sẵn sàng chữa cháy cho cán bộ công nhân viên chức trong các đơn vị thuộc ngành xăng dầu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy song song với việc phát triển kinh tế xã hội. Kết thúc hội thi, công ty xăng dầu Nghệ An đã giành giải nhất toàn đoàn. Phát huy truyền thống tốt đẹp với đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa, trong tháng 7, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An đã đến dâng hương dâng hoa tại khu di tích lịch sử Trung Bồn huyện Đô Lương, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào huyện Anh Sơn nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2015. Với tấm lòng biết ơn vô hạn, trước anh linh của các liệt sĩ, các đoàn viên thanh niên xin hứa sẽ luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, niềm tin, xác định rõ hơn nghĩa cử trách nhiệm trong hiện tại, không ngừng rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những tháng nắng nóng cao điểm đã qua,
Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta lại lơ là với công tác phòng cháy chữa cháy, bởi thiệt hại do hỏa hoạn thường rất nghiêm trọng và khó có thể lường trước. Trong câu chuyện phòng cháy chữa cháy kỳ này, chúng tôi muốn gửi tới quý khán giả một thông điệp: hãy nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy ở các khu vực chợ và trung tâm thương mại. Siêu thị điện máy CK Plaza Vinh là một trong những trung tâm thương mại lớn đã hai lần bị hỏa hoạn. Vào thời điểm xảy ra cháy, cách đây hơn 2 năm, hầu hết đồ đạc trong kho siêu thị, chủ yếu là bát sứ, sàn, đồ điện, tủ lạnh, TV, máy giặt, điều hòa đã bị cháy rụi rất nhiều. Mặc dù cảnh sát chữa cháy đã cố gắng hết sức, nhưng do kho chứa quá nhiều đồ nên gặp rất nhiều khó khăn. Điều đáng nói là các loại đồ này đang còn nguyên hộp các tông, xốp, nên ngọn lửa bốc cháy làm cho khói mù mịt, trong kho không nhìn thấy gì. Mất gần 1 tiếng đồng hồ, cảnh sát chữa cháy đã cơ bản dập tắt đám cháy. Theo thống kê, vụ cháy này đã gây thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Đây được xem là bài học kinh nghiệm cho cán bộ công nhân viên của trung tâm thương mại này. Sau vụ cháy xảy ra, thì ban giám đốc công ty cũng như anh em nhân viên trong công ty ý thức được việc hiểm họa, cái nguy hiểm của cháy và nó gây ảnh hưởng cho không những công ty mà toàn xã hội, cũng ảnh hưởng đến tài sản, rồi con người. Thì qua đó thì công ty cũng chú trọng đầu tư nhiều hơn về trang thiết bị, cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy và cử nhân viên đi học lớp phòng cháy. Không chỉ siêu thị điện máy CK Plaza, tại Nghệ An, hỏa hoạn từng xảy ra tại các khu vực chợ, trung tâm thương mại. Thế nhưng với đa số những người đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đến lúc xảy ra hỏa hoạn thật, bấy giờ người ta mới nhận thức được mình quá bất cẩn trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là vấn đề rất đáng nói. Tại nhiều khu chợ, công tác phòng chống cháy nổ rất ít được quan tâm. Không ít kiosk trong các chợ, cửa hàng kinh doanh tại các trung tâm thương mại, dây điện được câu kéo từ đường dây chính, mắc tạm bợ trong các cửa hàng dễ cháy chập. Trong các khu chợ, hàng hóa để kín cả lối đi, nhiều họng nước cứu hỏa bị tiểu thương tận dụng làm chỗ bày bán hàng hóa. Qua khảo sát đánh giá, nhận định tình hình, nguyên nhân dẫn đến sự cố các vụ cháy nổ chủ yếu là do còn thiếu ý thức trong việc phòng chống cháy nổ. Mặc dù các tiểu thương vẫn cho rằng mình đã được tập huấn, ý thức tốt về công tác phòng cháy chữa cháy. Riêng tổ điện và bảo vệ sẽ nhắc nhở. Loa đài nhắc nhở không chạy gì chạy thì mà các bạn là cũng người chấp hành tốt là vì tài sản của nhà bạn có tài đấy cả, cho nên phòng cháy chữa cháy trước tiên lên các bạn là phải người là đầu tiên gương mẫu. Có kiểm tra kiểm soát, tuy nhiên lực lượng chức năng không thể túc trực 24/24 giờ. Chính vì thế mà ngay sau khi vắng mặt lực lượng chức năng, các tiểu thương vì quyền lợi kinh doanh của mình đã bỏ qua những mối nguy hiểm đang rình rập. Đây là một thực trạng. Đáng nguy hại hơn, chính những con người này luôn cho rằng họ đã thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Về cả cái hệ thống điện thì bạn cũng quá đạt cái đợt kiểm tra, thì cũng là được kiểm tra rất kỳ về cả cái hệ thống điện là chỗ nào mà đường điện chưa đảm bảo thì đầu tư và đóng bắt lại cái đường điện luôn tất cả. Việc bố trí hàng hóa, bàn ghế không hợp lý, lối đi chật hẹp, không có lối thoát hiểm, nên khi xảy ra sự cố, công tác chữa cháy là rất khó khăn. Đặc biệt là các khu chợ tạm, điện câu móc không an toàn, vật liệu dễ cháy, chồng chất. Mặc dù đã có sự kiểm tra kiểm soát, việc chấp hành quy định phòng chống cháy nổ của các tổ chức đơn vị, tuy nhiên ý thức chấp hành của người dân và tiểu thương tại các khu vực chợ, trung tâm thương mại còn chưa cao. Ý thức công tác phòng cháy cháy ở tại các cái chợ, trung tâm thương mại, siêu thị là của các hộ dân, cả mọi người đó còn yếu, chủ quan ỷ lại cho cái công tác phòng cháy là thuộc của bộ phận là ban quản lý hoặc là cái bộ phận của cái chủ doanh nghiệp, thành thử ra là ý thức của họ nó còn hạn chế. Rồi là cái công bên cạnh đó là công tác tập huấn tới các cái hộ kinh doanh cũng chưa được quan tâm và được chưa để, thành thử ra cái công tác phòng cháy vẫn đang còn là cái khó khăn nan giải cho cái vấn đề kiểm tra và làm tốt công tác chữa cháy. Vấn đề quan trọng nhất trong công tác phòng chống cháy nổ
là mỗi người phải tự nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ để bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và đơn vị mình. Nếu chủ quan lơ là, mất cảnh giác thì hỏa hoạn có thể bùng phát bất cứ lúc nào, gây hậu quả đau xót, khó lường. Câu chuyện phòng cháy chữa cháy vừa rồi đã cho chúng ta thấy sự nguy hiểm của giặc lửa ở các khu vực đông người. Nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn ở chợ hay trung tâm thương mại, chúng ta cần phải làm gì để thoát nạn, thoát hiểm? Đó là nội dung của phần kiến thức phòng cháy chữa cháy mà chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nếu phản nạn tại chợ trung tâm thương mại thì có cháy nổ xảy ra, chúng ta cần thực hiện như sau. Cần tỉnh táo thông báo cho tất cả mọi người biết để phản nạn không sử dụng các máy khi cháy nổ xảy ra. Khi cháy nổ xảy ra thì hệ thống điện sẽ bị cắt, chỉ sử dụng đường hành lang thông thang bộ để phản nạn, phản khóa chân tại nhà ở tầng thấp. Trong quá trình di chuyển phản nạn, lưu ý cần tuân thủ đúng hướng dẫn của người hướng dẫn phản nạn, tránh chén lấn, xô đẩy, đấm đạp với nhau. Nếu phải vượt qua khỏi khí độc, cần sử dụng khăn, quần áo, ấm nước, bịt kín miệng mũi để tránh hít phải khói khí độc. Nếu phải băng qua lửa, có thể dùng chăn, ấm nước để không kín người để băng qua lửa. Không được trộm lại trong phòng, nhà vệ sinh, bồn chứa nước, bể, vì khi bị nhiệt tác động, nước có thể nóng sôi. Khi bị kẹt lại trong phòng, có khí độc đang lan truyền từ các hành lang vào cửa, cần dùng chăn, mền, quần áo che kín cửa cho mọi người trong lan vào, nhanh chóng di chuyển ra hành lang, cửa sổ, dùng các vật sáng màu vậy la hét để nhân viên cứu hộ phát hiện. Có thể sử dụng thang dây, chăn màn nối lại dùng để thoát nạn. Nếu bị lửa cháy quần áo, phải ngưng di chuyển, dùng tay che kín mặt, nằm xuống và lăn qua lăn lại để dập đám cháy. Bởi vì khi di chuyển có thể làm lửa bùng phát khó hơn. Nếu gặp người bị ngạt khói, bỏng, cần di chuyển nạn nhân đến môi trường an toàn và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu trước khi chuyển đến bệnh viện. Đến đây thì chúng tôi đã phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Hy vọng rằng nội dung của chương trình đã cung cấp thêm cho mọi người kiến thức, kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là ở các khu vực chợ, trung tâm thương mại. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.